Thế thì cái LocaGo này để chúng ta nói, nó xuất phát là một công ty đến từ Singapore, là một công ty đến từ Singapore, là một đối tác của cái công ty gọi là Locamot Global AG toàn cầu. Cái công ty Locamot Global AG này là một công ty công nghệ, nó chuyên sản xuất tạo ra cả cái nền tảng công nghệ lõi để phục vụ cho các cái doanh nghiệp công nghệ ứng dụng nó, tạo ra các cái ứng dụng phục vụ cho cuộc sống, phát triển kinh tế. Chứ không phải là nó tạo ra là một cái sản phẩm cụ thể, mà đây chỉ là một cái nền tảng công nghệ lõi mà tất cả những cái nền tảng công nghệ khác, những công ty công nghệ khác phải ứng dụng cái nền tảng đó. Thế thì cái công ty LocaGo này là như vậy, nó ứng dụng cái công ty, ứng dụng nền tảng công nghệ lõi của Locamot Global AG để tạo ra các cái ứng dụng vào đời thực. Vậy thì nó ứng dụng để làm gì? Nó ứng dụng để làm gì? Đấy, LocaGo nó ra đời để nó tạo ra, nó giải quyết ba vấn đề. Để chúng ta xem có thực sự ý nghĩa không? Đấy, đó là giải quyết cái hỗ trợ trong cái việc như là vấn nạn nghiện internet toàn cầu của giới trẻ. Đây là một vấn đề nhức nhối không những ở trong gia đình, ở trường học mà ở ngoài xã hội. Đúng không cả nhà? Đấy, không những ở một nước mà trên toàn cầu. Bởi vì các công ty công nghệ họ tạo ra các cái thuật toán gây nghiện. Đúng không? Tạo ra các cái trò chơi gây nghiện mà làm cho thế giới trẻ nó đắm chìm vào trong đó. Quên hết. Đúng không? Quên hết công việc, quên hết học tập. Rồi là gì ạ? Gây ra những cái bệnh trầm cảm rất là đau lòng. Điều đó có nghĩa là cái này nó ra đời để giúp kéo con người đi ra ngoài xã hội tương tác với nhau nhiều hơn mà không ngồi tại một chỗ nữa. Cả nhà thấy có giá trị không? Hỏi có cái nền tảng công nghệ nào trên thế giới làm cái việc đó chưa? Chưa, đúng không ạ? Nền tảng công nghệ này lần đầu tiên có một cái nền tảng công nghệ mà giúp để kéo con người đi ra ngoài tương tác với nhau nhiều hơn, tìm bạn tìm bè ở ngoài đời thật. Đấy, và cái thứ hai nữa là gì? Cái nền tảng công nghệ của LocaGo này là gì? Nó ra đời để hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh truyền thống, kinh doanh theo địa điểm để hút được nhiều khách hàng đến với doanh nghiệp của mình hơn. Đấy, thế thì từ trước đến nay chưa hề có, đúng không cả nhà? Thì bây giờ chúng ta ứng dụng công nghệ vào đời thật là như vậy. Nhưng mà những cái công nghệ của LocaGo, ứng dụng của Locamot Global này này là những công nghệ hiện đại, nhưng mà lại bình dân hóa công nghệ. Nghĩa là tất cả mọi đối tượng từ trẻ đến già, từ trình độ thấp cho đến trình độ cao, từ nông thôn cho đến miền núi, từ thành phố cho đến hải đảo, tất cả mọi người có thể ứng dụng được cái công nghệ cao này vào thực tiễn của đời sống. Cho nên đây được gọi là bình dân hóa công nghệ. Điều đó có nghĩa chúng ta thấy rằng là gì ạ? Lý do ra đời của LocaGo rất là gì ạ? Rất là thiết thực cho cộng đồng. Đúng chưa? Và LocaGo nghĩa là gì? LocaGo viết tắt từ là location cộng với go. Hay nói cách khác là mọi cái hoạt động trên nền tảng, trên ứng dụng của LocaGo này đều liên quan đến một cái địa điểm và hướng tới mục tiêu đó là gì ạ? Đó là thúc đẩy kết nối ở ngoài đời thực, mặc dù là ứng dụng công nghệ nhưng mà kết nối ở ngoài đời thực và hỗ trợ cả cái doanh nghiệp địa phương bằng cách thu hút khách hàng đến cả cái địa điểm kinh doanh vật lý. Đó chính là LocaGo. Sứ mệnh của nó, tầm nhìn của LocaGo đó là gì? Nó là một cái doanh nghiệp tiên phong đầu tiên trên thế giới để tăng cường những cái trải nghiệm ứng dụng công nghệ nhưng mà lại vào đời thực để hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua tích hợp blockchain vào cuộc sống hàng ngày. Đó. Cái thứ ba nữa là gì? Đó là sứ mệnh. Sứ mệnh là ứng dụng công nghệ hàng đầu. Công nghệ gì ạ? Công nghệ trí tuệ nhân tạo, viết tắt từ là AI. Công nghệ thực tế ảo tăng cường được gọi là AR. Công nghệ thực tế ảo được gọi là VR. Công nghệ gì ạ?
dữ liệu lớn hay còn gọi là big data và công nghệ chuỗi khối hay còn gọi là blockchain để giúp cho mọi người kết nối với nhau, thúc đẩy kinh tế và gia tăng khả năng tiếp cận thông qua công nghệ của Locago. Và nó là doanh nghiệp tiên phong bình dân hóa công nghệ. Đấy, cho nên mục tiêu của Locago phải là gì ạ? Đến 2027 phải có 1 triệu người sử dụng ứng dụng cái nền tảng công nghệ Locago này và hỗ trợ được cho 1 triệu doanh nghiệp ứng dụng cái nền tảng công nghệ này trong việc kinh doanh tại địa điểm của mình. Thế thì hỏi trong phòng Zoom của chúng ta, đúng không? Ai là cộng đồng? Ai là doanh nghiệp? Khi nói đến cái điều này chắc chắn mình cũng đang mong muốn, đúng không? Nó sẽ giúp được gì cho mình, cho doanh nghiệp của mình, đúng không cả nhà? Đó. Các cái sản phẩm mà của cái nền tảng công nghệ của Locago ra đời, đó là có 3 loại sản phẩm. Đấy, một cái loại sản phẩm được gọi là Loca NFT dành cho những người có tiền để sở hữu nó. Vậy thì nó tạo ra cái gì để mà mua nó? Nó có cái giá trị gì để mà mua nó? Thì đầu tháng 7 thì Trung sẽ chia sẻ về những quyền lợi này. Cái thứ hai là gì ạ? À, cho cộng đồng phát triển. Đó là cả cái gói mining. Thì đầu tháng 7 chúng ta cũng sẽ triển khai cái này. Và cái thứ ba là đối với các doanh nghiệp, họ sẽ ứng dụng cái nền tảng công nghệ này như thế nào để kéo cái khách hàng về cho doanh nghiệp của mình. Đầu tháng 7 Trung sẽ nói cái này cho cả nhà. Đấy. Đấy, cái Loca NFT là gì này? Gói mining này. Đó. Miễn phí cũng có, 20 đô cũng có thể làm được, có thể kiếm được tiền ở đây. Thấy chưa ạ? Nghĩa là khoảng 500 ngàn có thể chúng ta trở thành thành viên, có thể kiếm tiền được ở đây. Và đặc biệt đó là đây là cái nền tảng mạng xã hội kiểu mới. Nghĩa là khi chúng ta sử dụng cả cái tính năng trên cái app đó, trên cái ứng dụng của Locago, chúng ta để ta có thể kiếm được tiền. Cái app Locago này nó cũng giống như gì ạ? À, giống như lâu nay chúng ta dùng Zalo, lâu nay chúng ta dùng Facebook. Mỗi ngày chúng ta vào Zalo, mỗi ngày chúng ta vào Facebook, chúng ta đăng nhập vào đó là một lần tạo ra tương tác cho các nền tảng của mạng xã hội hồi đó. Nhưng mà chúng ta không được cái gì. Thế thì hôm nay cái mạng xã hội này của Locago này, cái nền tảng công nghệ này, mỗi ngày chúng ta tương tác lên đó, chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ trên cái ứng dụng đó, thì chúng ta được hưởng quyền lợi. Cả nhà có muốn như vậy không? Có đúng không? Chúng ta thực hiện trên cả cái ứng dụng đó. Những cái ứng dụng này rất thú vị. Hồi nữa chúng sẽ hướng dẫn cho cả nhà cái ứng dụng đó là cái gì, để sáng ngày mai chúng ta làm luôn. Hoặc là hồi nữa xong buổi Zoom này chúng ta làm luôn. Để chúng ta thấy là nó rất thú vị, nó rất tuyệt vời, nó rất khác biệt. Vừa giúp đỡ được cho mình niềm vui, vừa là gì ạ? Vừa lưu giữ được rất nhiều điều kỷ niệm, nhưng mà chúng ta lại có gì? Có quyền lợi thì Facebook chưa làm được, Zalo chưa làm được, và các nền tảng công nghệ khác trước đây là chưa làm được. Đó là sự khác biệt. Hồi nữa Trung sẽ nói rõ cho cả nhà cái sự khác biệt này. Cả nhà hiểu rõ chưa? Một cái nền tảng công nghệ có 11 tính năng trên đó. Hằng ngày chúng ta thích tính năng gì thì thực hiện tính năng đó. Hồi nữa chúng ta sẽ nói. Ví dụ như là local memory, đó là lưu giữ kỷ niệm tại các cái địa điểm. Chúng ta đi sinh nhật, chúng ta chụp ảnh cho nhau, với nhau. Đúng không? Chúng ta đám cưới, chúng ta chụp ảnh với nhau. Tức là vui cũng có cái ảnh, buồn cũng có ảnh. Đúng không? Trẻ cũng có ảnh, cha cũng có ảnh. Rất nhiều cái tính năng này để chúng ta thực hiện các cái ứng dụng đó cho cuộc sống thằng hàng ngày của chúng ta. Đó. Và cái thứ ba nữa là đối với các doanh nghiệp thì các cái hộp quà như thế nào, nền tảng marketing sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp của mình như thế nào, chúng ta làm thế nào để hợp tác với cái nền tảng công nghệ này để kéo khách hàng về, thì đầu tháng 7 chúng ta bắt đầu tìm hiểu nó. Đấy. Vậy thì hôm nay chúng ta vào đây chúng ta nói với nhau cái gì? Tôi muốn kiếm tiền cơ mà. Đúng không? Thế thì Locago là một công ty công nghệ toàn cầu. Đấy,
nó được triển khai khắp thế giới, và trong tháng 7 tới đây chúng ta sẽ triển khai gì ạ? Chúng ta triển khai 40 quốc gia cả nhà. Từ tháng 7 tới đây chúng ta sẽ triển khai 40 quốc gia. Mà cái điểm, cái phần thưởng mà mỗi ngày, mỗi lần chúng ta tương tác trên cái ứng dụng đó, chúng ta được hưởng lợi, đó chính là cái gì? Đó là một cái tên. Có thể nhiều người quen thân thuộc, nhưng có những người lần đầu tiên biết, đó là gọi là token Locago. Token Locago. Và cái tổng cung để cung cấp cho tất cả chúng ta thực hiện nhiệm vụ hàng ngày trong suốt cuộc đời này của cái nền tảng công nghệ này hoạt động, thì tổng cung cái đó là 21 tỷ cả nhà. Nhưng 21 tỷ này họ chia thành cho 8 phần. Nó chia thành cho 8 phần. Phần nhiều nhất là phần dành cho cộng đồng. Đó là 60% của 21 tỷ là dành cho cộng đồng. Từ một tháng 7 trở đi chúng ta bắt đầu được sở hữu trong cái phần trăm 60% này. Còn gì ạ? À, còn quỹ hệ sinh thái là của dành cho hệ sinh thái. Rồi quỹ gì ạ? Quỹ thưởng là dành cho quỹ thưởng rồi. Đội ngũ phát triển họ sở hữu rồi. Ban cố vấn họ sở hữu rồi. Đúng không? Ban marketing họ sở hữu rồi. Còn 60% này là dành cho tất cả cộng đồng của chúng ta. Nhưng hôm nay chúng ta cũng chưa được sở hữu nó. Mà chúng ta chỉ được sở hữu một phần trong 8 cái phần này. Nghĩa là 6 cái phần phần trăm này cả nhà này. 6% của 21 tỷ này là dành cho 153 người hôm nay biết về nó mà không phải người ở ngoài kia. 6% của 21 tỷ này dành cho 154 người hôm nay. Đấy. Thế thì khi các cái phần này họ sở hữu thì cơ chế mở khóa như sau. Đó là gì ạ? Các cái quỹ sở hữu nó 110 tháng, 12 tháng sau mới được mở, mới được giao dịch. Cái đội ngũ phát triển nó khóa 12 tháng sau mới được giao dịch. Cái đội cố vấn sở hữu 2% cũng khóa 12 tháng sau, nghĩa là gì ạ? Tháng 7 2025 họ mới bắt đầu được mở khóa để bán. Nhưng chúng ta mà sở hữu cái 6% của hôm nay thì ngày mùng từ tháng 7 chúng ta bắt đầu được mở khóa để giao dịch rồi. Thấy chưa? Tức là đội ngũ kia họ sở hữu nhưng cho chồ nhưng chưa cho ăn. Con của chúng ta cho có được rồi thì tháng 7 này chúng ta có thể được giao dịch 1% mỗi tuần rồi. Vậy thì đây chính là mở khóa, một trong những cái công thức mà chúng ta cảm thấy yên tâm. Đó là những cái loài sân sàn khác thì cái phần trăm dành cho cái đội ngũ của lãnh đạo là rất nhiều. Và khi cộng đồng phát triển tạo ra giá trị của những cái tài sản đó thì lúc đó họ làm cái việc, nghĩa là họ xả ra thị trường. Đấy, nghĩa là họ sở hữu được rất nhiều. Nhưng ở đây không có đâu. Rất ít thôi, phần nhiều nhất vẫn là phần của cộng đồng. Mà là gì ạ? Là bị khóa hết rồi. Đúng chưa? Đó. Để biết họ hơn một tí nữa thì những cái nền tảng này á là phải có kiểm toán quốc tế cả nhà. Phải có kiểm toán. Anh viết ra cái dự án này, anh chúng tôi sẽ kiểm tra kiểm toán những cái điều anh nói có đúng không, thì chúng ta rất là mừng. Đó là gì ạ? À, Locago, token Locago, token nomic của Locago đã được kiểm toán tích xanh của quốc tế. Bởi vì họ tham gia vào trong cái gì ạ? À, trong cái hệ thống toàn cầu mà có cái pháp lý quốc tế được phép đứng ra để kiểm toán những cái nội dung này. Thì họ đã kiểm toán để báo cho cộng đồng, cho những nhà đầu tư, những người sở hữu này yên tâm. Chứ không phải là như những loài khác. Chúng ta đã kiểm toán đầy đủ. 6% trong 8% này, ngày mai là ngày cuối cùng. Còn bao nhiêu nữa? Công ty đốt hết. Cho nên chúng ta được sở hữu với giá 0.006 đô trên một token Locago. Nghĩa là nếu như mình mua 100 đô, chúng ta có 16.600. Nếu chúng ta mua được 1.000 đô, chúng ta được 166.000 token. Cả nhà hiểu chưa? Ngày mai hết rồi. Thông báo là ngày mai ngày 10, à, xin lỗi, ngày 18 tháng 6. 18 tháng 6 là kết thúc. Cái sự tăng trưởng của nó như thế nào? Hôm nay 152 người biết đến cái việc này.
nhưng thế giới chưa biết đâu ạ. Thế giới là họ nghe nói đến rồi nhưng họ chưa được sở hữu, bởi vì Locago đã livestream trên sàn Huobi vào ngày mùng 6 tháng 4. Locago đã livestream trên sàn Gate.io vào ngày 30 tháng 3, mùng 6 tháng 4. Và Locago đã livestream, đã giới thiệu, đã chào hàng, đã nói về cái nền tảng Locago này trên sàn Binance với rất nhiều người, hàng chục ngàn người trong cộng đồng crypto. Họ vào họ xem, họ chỉ xem thế thôi, họ chỉ nghe thế thôi, nhưng họ chưa được mua, mà họ muốn mua ngày mùng 1 tháng 7 trên sàn thì họ mới được mua. Và hôm nay chúng ta là mua trước, cả nhà hiểu rõ chưa? Hôm nay chúng ta được mua trước đấy, và ngày mùng 1 tháng 7 là đêm giao thừa của chúng ta rồi. Hiện nay là rất nhiều người nổi tiếng về crypto ở gì ạ? Ở Nga, ở Nhật Bản, có những người là 379.000 người đăng ký theo dõi kênh của họ. Và họ đã livestream, họ đã nói về nền tảng Locago. Đấy, ở gì ạ? Ở Nga, rồi ở Nhật Bản. Ở trên kênh Telegram á, nếu cả nhà vào đó, các nhà xem, rất nhiều nhóm nước ngoài họ mong chờ để được sở hữu token Locago. Và ta hôm nay là may mắn rồi, ngày mai chúng ta được sở hữu với giá 0.006. Vậy thì lít sàn là ngày nào? Lít sàn là ngày nào? Ngày lít sàn đó là ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024. Hôm nay ngày 16 rồi, còn 14 ngày nữa, 15 ngày nữa. Đúng không? Token Locago sẽ được lít sàn CoinStore, và sau đó là sàn Gate.io vào tháng 8. Và kế hoạch của họ là mỗi tháng lít mỗi sàn. Đấy. Thế thì những cái người mà crypto á, thì họ có thể họ mua, họ thể giao dịch, họ thể giữ. Đúng không? Còn cộng đồng Locago chúng ta hàng ngày chúng ta tương tác trên nền tảng, chúng ta tạo ra token Locago, chúng ta đưa lên sàn, chúng ta bán. Tất cả các doanh nghiệp sắp tới ứng dụng nền tảng của công nghệ Locago đều giao dịch gì ạ? Về token Locago. Chúng ta có cộng đồng số, chúng ta có doanh nghiệp số, chúng ta có tài sản số và chúng ta có tiền số để giao dịch trong cái cộng đồng số của gì ạ? Của Locago. Chúng ta là những người gì ạ? Những người cộng đồng số rồi. Nhưng mà chúng ta phải có cái để chúng ta giao dịch trong đó, gọi là token Locago. Nhưng mà chúng ta sở hữu bây giờ thì sau này là gì ạ? Cả thế giới họ họ quyết định giá trị cho mình. Cho nhiều nhiều khi trong trong thời kỳ này cả nhà, không phải giỏi mà thắng đâu, mà gì ạ? Mà chúng ta đúng, nắm đúng thời điểm, không cần gì hết. Bởi vì chúng ta sở hữu cái token Locago, chúng ta không một điều kiện gì hết. Cứ đến mùng 1 tháng 7 thì cứ mỗi tuần chúng ta được claim 1%, nghĩa là rút 1% về ví. Thích thì cất giữ, không thích thì lên sàn, cần tiền thì bán. Nó có thể tăng lên 10 lần, 20 lần. Cái đó, đúng không? Giống như cái sản phẩm của mình thôi, tổng cũng không thay đổi. Mà bây giờ chứ ạ, đưa ra rất nhiều chờ để chúng ta giới thiệu để cho cộng đồng trong đó họ mua. Ví dụ như vàng mà hôm nay ra chờ này bán ra chờ kia bán, sau một lúc rất nhiều chờ để bán thì nhiều người mua, mà nhiều người mua mà tổng cũng không đòi bởi ít thì nó sẽ có giá trị, đúng không cả nhà? Đó, vậy thì hôm nay chúng ta còn 2 ngày nữa chúng ta nói với nhau về cái token Locago để chúng ta sở hữu vòng tri ân. Những người nghèo nhất cũng có thể sở hữu được, nghĩa là gì? 10 đô cũng có thể. Còn những người mà có nhiều tiền á, đúng không? Họ không biết được một cái nơi nào đó để là gì ạ? Để mà họ chưa biết được cái nơi này để họ có thể là gì? Họ đầu tư. Thì công ty cũng có cái chế độ chính sách để cho họ được sở hữu cái token với giá rẻ, với những quyền lợi. Đấy, ở ngoài kia cả cái sân sàn tài chính ở ngoài kia, họ đầu tư 20.000 đô, 50.000 đô, 100.000 đô. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà máy rủi. Còn chúng ta tham gia một nền tảng, đúng không? Có pháp lý, có kiểm toán mà lại đi đầu, thì biết đâu những người có tiền họ thì nhìn thấy được là gì? Đó là việc của họ chứ không phải là việc của mình. Việc của mình là mách cho họ một cái cơ hội tốt, một nền tảng công nghệ tốt, một ứng dụng vào thực tiễn
và họ nhận thấy được giá trị thì quyết định hay không là việc của họ chứ không phải là việc của mình. Mình không phải cầm một xu nào của họ hết và hướng dẫn cho họ từ để họ làm để sau này cho nên họ cảm ơn mình. Cả nhà lưu ý cái việc đó. Cho nên cái việc làm với cộng đồng á, là chúng ta nó khác với cái loại sẵn sàng tài chính. Đấy, vào cho nhiều để trả lại cho cao là chết. Có những cái là bao nhiêu là gì ạ? Gây ra hậu họa. Cho nên cái việc là chúng ta đây là chúng ta phải nói một điều, đây là chúng ta đang xây dựng một cái nền tảng mạng xã hội mà khi chúng ta thực hiện nhiệm vụ trên nền tảng đó, chúng ta được hưởng quyền lợi. Bạn muốn không? Bạn muốn không? Đến đây mình hướng dẫn cho. Rồi bây giờ hồi nữa Trung sẽ chia sẻ cho cả nhà ứng dụng cái nền tảng xã hội đó như thế nào. Được chưa? Đấy, ngày Coming soon, Coin Store LCG và Locago đã gì ạ? Đã thông báo trên chợ Coin Market Cap luôn. Cả nhà bấm lên Coin Market Cap cũng thấy token Locago trên đó. Đã giới thiệu trên đó để chuẩn bị tháng 7 này sẽ có mặt ở trên đó. Vậy thì sắp tới thì cái Locago này như thế nào? Nó sẽ bùng nổ đúng không cả nhà? Nó có ứng dụng như thế, nó giá trị như thế thì nó sẽ bùng nổ, bởi vì token Locago này này là ứng dụng toàn vẹn nhất. Nó được sử dụng mọi khía cạnh của cuộc sống cho mọi đối tượng người dân sử dụng hàng ngày, cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đấy, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, học sinh sử dụng được, sinh viên sử dụng được. Đấy, mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày thông qua các tiện ích của nó. Rồi các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng token Locago như là một cái điểm loyalty point để thu hút khách hàng và ta chăng khách hàng trung thành. Loyalty point tức là cái điểm trung thành. Chúng ta đi Big C, chúng ta mua hàng có tặng điểm đấy. Chúng ta đến Vietman, chúng ta mua hàng là gì? Có tích điểm vào thẻ không? Đó là loyalty point. Chúng ta sử dụng cái Viettel, đúng không? Mạng Viettel chúng ta được tặng điểm, tích điểm đó. Khi nào chúng ta hết hết tiền, chúng ta có thể dùng cái điểm loyalty point để chúng ta đổi sang cái dữ liệu để chúng ta dùng. Vậy thì cái token Locago này sắp tới nó sẽ giúp các doanh nghiệp nó giống như là một cái điểm loyalty point để gì? Để chúng ta có những cái tệp khách hàng trung thành. Đó. Vậy thì chúng ta thấy Locago nó ứng dụng thật vào đời sống. Đúng không? Rồi, tiếp tục nào. À đây. À, cả nhà có thể chụp ảnh cái này. Bởi vì đây chính là gốc rễ của vấn đề. Chúng ta sẽ có website của nó. Chúng ta sẽ có sách trắng viết về Locago. Chúng ta sẽ có gì ạ? Kiểm toán quốc tế, kiểm toán về Locago. Chúng ta đã có hợp đồng thông minh smart contract trên BSCan để chúng ta có thể tra cứu nó. Chúng ta có cả gì ạ? Có cả website của Hiệp hội Crypto Valley mà Locamot Global AG có mặt trong đó. Họ sẽ giới thiệu lên 120 công ty công nghệ là những công ty tỷ đô. Mà chúng ta, Locamot Global AG là một thành viên của những công ty tỷ đô đó. Cả nhà thấy chưa? Tuyệt vời đúng không? Đấy, chúng ta trở thành một công ty toàn cầu rồi. Chứ không phải chúng ta triển khai trên đất nước Việt Nam nữa đâu. Tất cả những gì chúng ta tham gia hôm nay đó chúng ta được hưởng lợi. Chúng ta được cộng hưởng với một cái nền tảng toàn cầu. Còn mình không làm thì họ vẫn làm. Đúng không cả nhà? Đấy, cho nên khi chúng ta tham gia là những người được hưởng lợi, chúng ta được tri ân. Chúng ta được sở hữu những cái thấp nhất, giá thấp nhất để sau này thế giới nó quyết định mình lại được gì? Được hưởng lợi từ đó. Chứ không phải giống như những cái nền tảng công nghệ khác. Nó đi khắp thế giới rồi. Nó về thị trường của Việt Nam mình là thị trường đáy. Nó giao cho một ông nào đó đứng đầu, giao cho một cục tiền đó hưởng phần trăm đi. Mày cứ phát triển, khi nào không phát triển nữa thì nghỉ. Ta không phải như vậy. Ta sử dụng ứng dụng vào đời thật. Cho mọi đối tượng, cho mọi doanh nghiệp. Đấy, chuyển đổi số phải lấy gì? Người dân, doanh nghiệp, đúng không? Làm động lực. Đấy, là mục tiêu, là chủ thể, là nguồn lực, là động lực cho sự phát triển. Thế thì đây chúng ta đang làm một cái việc để giúp cho cộng đồng người dân tiếp cận với công nghệ số một cách tốt hơn.
Thì chúng ta có sợ không? Chúng ta có sợ chúng ta làm sai cái gì không? Đúng không? Chuyển đổi số mà không dùng chiếc điện thoại thì làm thế nào mà chuyển đổi số được? Cho nên cả nhà hãy mạnh dạn, hãy yên tâm, hãy vui vẻ mà nghiên cứu để mà triển khai. Tiếp tục ạ. À. Đây, thì cả nhà chụp ảnh cái nên cái này nhá. Rồi là nếu cần thiết thì hồi nữa nhắn đến nhóm để chúng ta lấy được cái tất cả những cái tài sản này. À, cái tài liệu này để chúng ta. Còn ngoài ra để chúng sắp tới chúng ta sở hữu được, chúng ta biết gốc rễ của vấn đề. Mời cả nhà tìm hiểu cái quyển sách Bất động sản thế hệ mới này. Bất động sản thế hệ mới này. Nghĩa là gì ạ? À, Locamode Global AG. Trước khi họ gia nhập toàn cầu thì họ đã nghiên cứu rất kỹ, nhà sáng lập họ đã viết thành sách rồi. Nhiều nội dung hay lắm. Blockchain là gì? Thực tế ảo tăng cường rồi tất tất tật mọi thứ trong đó. Có gốc tích của vấn đề để mình nghiên cứu, nghĩa là gì ạ? À? Nghĩa là có thực tiễn trên cơ sở có lý luận, chứ không phải chúng ta làm lý thuyết lý luận mà không có thực tiễn. À, xin lỗi, có thực tiễn mà không có lý luận, đúng không cả nhà? Mà người ta nói là gì ạ? Thực tiễn mà không có lý luận là thực tiễn mù quáng, mà lý luận mà không có thực tiễn thì lý luận suông. Cho nên cả nhà hãy cố gắng tìm hiểu cái quyển sách Bất động sản thế hệ mới để sắp tới chúng ta tìm hiểu, chúng ta tìm hiểu nó để chúng ta biết được nó giá trị như thế nào. Cả nhà nghe một tí này, thấy một cái video này cực hay này. Bài toán nhân sự blockchain. Nhưng mà 400.000 kỹ sư công nghệ thông tin có giải quyết được cái bài toán này hay không? Chúng ta đang nói blockchain có chi phí quá đắt để các doanh nghiệp của Việt Nam khó sử dụng. Vậy chúng ta giải bài toán này như thế nào? Khi Việt Nam vẫn là nền kinh tế mở và căn bản vẫn là nước đang xuất khẩu. Một quốc gia mà đang là xuất khẩu mà không có cái sự tham gia của blockchain, rồi nếu mà đối tác chúng ta họ muốn thanh toán bằng tiền ảo thì doanh nghiệp Việt Nam có chọn họ làm đối tác hay không? Nếu không thì họ rời bỏ chúng ta thì sao? Để đây là những câu chuyện mà chắc chắn chúng ta phải nghĩ đến là cái sự tham gia của một hệ sinh thái. Sự tham gia này nó đang gặp rào cản ở đâu? Nó đang gặp rào cản là những người tiên phong như các bạn đã khẳng định cái điều đúng đắn của xu hướng. Nhưng mà chúng ta vẫn phải cần những chuyện khác phải làm. Đâu đó vẫn có những cái nghi ngờ về đồng tiền số. Đâu đó vẫn thấy những cái bài học thất bại, những mất mát. Nó làm cho cái nhận thức nó đang không rõ ràng. Cái tạp chí ngày hôm nay ra mắt số 2 cũng là nằm trong cái định hướng là chúng ta phải giải quyết bài toán nhận thức. Làm sao để người ta hiểu đúng về blockchain, làm sao để người ta hiểu đúng về crypto, làm sao người ta hiểu đúng về NFT, làm sao hiểu đúng về metaverse. Chúng ta chỉ giải quyết được câu chuyện về chính sách, chúng ta chỉ giải quyết được về cái ứng dụng hiệu quả khi mà nó giải quyết được bài toán nhận thức đúng. Chúng ta đúng xu hướng, chúng ta phải tiếp cận, bởi vì Ủy ban Quốc tế Châu Âu FEC họ đã chứng minh chứng 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 nhận rồi. Bây giờ đua Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang lên đang cuộc đua về gì đó, à, ủng hộ về tiền kỹ thuật số. Vậy thì ở ngoài kia có thể là gì, họ đang chế cười ta thì chấp nhận đi, bởi vì ở ngoài kia cũng có rất nhiều người ủng hộ ta, bởi vì họ biết được cái này là xu thế. Nhưng mà vấn đề ở đó là cái gì, là cái gốc tích gặp vấn đề, gọi là nền tảng tốt, đúng không? Còn ở ngoài kia nhiều lắm, nhiều đầy rẫy cơ, đầy rẫy. Nên hãy tìm hiểu được một cái gốc tích của vấn đề. Người ta nói là 100 năm tính cuộc vuông tròn, phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sâu, hỏi cho hết nó ở đâu, gốc tích của vấn đề, tài liệu tôi tra cứu ở đâu, nếu tôi tham gia thì ai hướng dẫn cho tôi, đúng không? Chúng ta phải cầm cầm tay chỉ việc tới những cái việc rất nhỏ. Ở ở em đây có một ông 83 tuổi, một bác 83 tuổi có 8 chiếc điện thoại cả nhà, 83 tuổi mà có 8 cái chiếc điện thoại,
một hình mẫu cho cái việc chuyển đổi số quốc gia đó. Trong khi chưa 38 tuổi nói đến quẩy cổ ra đi, đúng không? Mà 83 tuổi có 8 chiếc cái chiếc điện thoại, vừa là niềm vui nhưng mà lại có thu nhập, đúng không? Em rất quý mến, em cảm thấy rất là khâm phục những cái người như vậy. Vậy thì ở trên chúng ta đã nói được những cái điều về Locago. Locago là gì? MC nói rồi, hôm nay chúng ta tìm hiểu Locago là gì. Đến với Locago chúng ta được cái gì? Có sợ mất tiền không? Có phải là vay cắm ngân hàng rồi là gì ạ? Cắm bia đỏ vay ngân hàng không? Không. Không. Đúng không? Tất cả những cái sản phẩm để chúng ta tham gia thì tháng 7 mới được bắt đầu triển khai. Còn hôm nay là mình giới thiệu cho cả nhà là gì ạ? À, Locago giới thiệu cho cả nhà là chúng ta được sở hữu với cái giá thấp nhất 10 đô trở lên có thể có. Thì đó là một niềm vui. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh được cái ứng dụng của nó vào đời thực như thế nào. Cả nhà nhìn lên đây đây. Chúng sẽ hướng dẫn cho cả nhà về cái gì ạ? Cái ứng dụng của nó. Tất cả những cái nền tảng xã hội mà cứ nói mà bỏ tiền ra mà không thấy ứng dụng của nó từ đâu thì thôi. À, cả nhà cứ tải về trên điện thoại giống như chúng ta tải app Zalo. Chúng ta cứ vào CH Play hoặc là gì ạ? À, hoặc là App Store để chúng ta tải về, bình thường nó có mặt ngoài cái màn hình điện thoại này. Được chưa? Và sau khi chúng ta tải về thì chúng ta kê khai. Chúng ta kê khai tên tất cả mọi thứ đó. Thì bắt buộc như là chúng ta bấm vào đây. Bây giờ chúng ta xem thử cái ứng dụng Locago này nó có thực sự là giúp cho cái cộng đồng để cho người ta ra ngoài gặp nhau để giảm bớt Internet không? Nó có thực sự là giúp cho các doanh nghiệp để kéo khách hàng về cho doanh nghiệp của mình không? Mà nó có thực sự là dễ, đơn giản, dễ sử dụng như họ nói không? Nghĩa là ứng dụng công nghệ blockchain vào thực tiễn. Thì chúng ta tải xong rồi, các bạn cả nhà bấm vào này, app Locago. Thấy chưa? Khi chúng ta bấm vào cái app này, app Locago này, chúng ta sẽ nhìn thấy là gì ạ? À, drop message, tức là thả tin nhắn. Thả tin nhắn đến một cái địa điểm nào đó, tặng ai đó, nhắn tin cho ai đó đến một cái địa điểm nào đó. Thì mình ngồi đây, ví dụ như là anh Phố chẳng hạn, đúng không? Anh Phố ở Tây Nguyên, anh nhắn cho em cái địa chỉ của anh, em tí nữa anh gửi cho anh một cái tin nhắn về trong anh luôn. Hoặc là gì ạ? Hoặc là Trần Thị Ngọc Ánh, em gửi cho chị một cái bức ảnh, gửi đến nhà chị luôn, chị mở app ra là chị thấy một cái tin nhắn rất là đẹp, rất là vui, rất là thú vị. Hoặc là local memory, tức là lưu giữ cái kỷ niệm tại địa điểm đấy. Rồi là daily, tức là cam kết cả cái ý tưởng hàng ngày chúng ta gặp nhau. Nhớ nhá, hôm nay là gì ạ? À, bạn Hảo này cam kết với anh là ngày mai là mời 5 người vào Zoom này, tôi chụp ảnh tôi lưu lại đấy này, tôi gửi vào đó đúc blockchain trên ngày mai có bị cài này, đúng không? Rồi chị Lê Hồng này, đúng không? Hôm nay vào Zoom mà không mở mở hình này, biết là có vào Zoom hay không này, hay là vào điểm danh này, đúng không? Anh Võ Đình Bảo này tương tác rất là năng lượng trên nhóm này, bây giờ có ngồi trong Zoom không? Đó, nghĩa là cam kết ý tưởng này. Rồi là gì ạ? Lưu giữ ảnh tại các địa điểm. Bây giờ chúng ta xem này. Em đổ cả nhà, bây giờ cả gia đình nhà mình, đúng không? Có bất kỳ một cái việc gì mà không chụp ảnh, cha con mẹ con gặp nhau, đúng không? Ăn cơm với nhau, chụp ảnh với nhau. Con cái tốt nghiệp đến trường, mẹ con chụp với nhau, cô trò chụp với nhau. Rất nhiều. Nhưng chúng ta sẽ lưu giữ ở đâu? Nếu lưu giữ điện thoại nó có thể mất, đúng không? Và chúng ta có thể lưu giữ mãi mãi. Em sẽ hướng dẫn cho cả nhà lưu một lúc 10 cái ảnh luôn. Đây, em bấm lưu vào Local Memory. Đấy, Local Memory. Thế thì bây giờ có một cái từ đó là gì ạ? Tap to search, tức là tìm cái người để mình gửi đến cho họ cái ảnh đó. Thì mình bấm vào đây. Đó, ví dụ mình gửi cho vợ, em gửi cho vợ đi. Đây, Trần Thị Thủy.
Đâu rồi? Hoặc là gửi một người nào đó, bây giờ tìm không ra nữa thì bất cứ một người nào, bởi vì nó nổi lên rất là nhiều thủy thái. Đầu tiên là mình tìm người này, mình tìm người gửi này, tức là who do you want to send this to, tức là bạn muốn gửi cái điều này cho ai, nghĩa là tôi sẽ gửi đến cho Thủy Thái. Sau đó chúng ta bấm đăng ở dưới này. Đấy, đầu tiên là chúng ta tìm người để gửi. Sau đó chúng ta là add imagine này, video này, audio này. Chúng ta có thể là gì ạ? Đính kèm bằng ảnh, có thể đính kèm bằng video, chúng ta có thể đính kèm bằng bằng ghi âm. Thì bây giờ chúng ta bấm add imagine. Đó. Thì chúng ta bấm vào đây, ghi âm thì bấm bên dưới. Sau đó chúng ta gửi gửi ảnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gửi một lúc luôn cả nhà. Đấy. Bấm xong rồi là bấm chữ tròn ở trên góc phải điện thoại này, là bấm chọn. Đó. Và sau đó chúng ta viết nội dung là write your message here, tức là hãy viết cái tin nhắn vào đây. Đó là kỷ niệm cửa lò. Cửa lò 2024. Được chưa? Sau đó chúng ta chứ nè, forever là gửi vào đây mãi mãi, hoặc là gửi 30 phút, hoặc là 1 giờ, hoặc là 1 2 tiếng, hoặc là 4 tiếng, hoặc là 1 ngày, hoặc là 1 tuần. Thế thì chúng ta gửi vào đây là mãi mãi, forever. Được chưa? Sau đó chúng ta gửi thì chúng ta sẽ lưu lại được toàn bộ cái ảnh này trên không gian. Nhưng có một điều, vậy thì cái gửi này cũng giống như gửi những cái tin nhắn khác, đúng không cả nhà? Cái khác biệt là ở đây cả nhà này, khác biệt ở đây mà không có một cái nền tảng công nghệ nào có này, đó là chúng ta sau khi gửi cái ảnh rồi thì chúng ta bấm cái hình người bên dưới góc phải điện thoại này này, thì chúng ta vào đây là notification, có nghĩa là thông báo, local memory này, hay là đây, đây là những cái ảnh của chúng ta đã gửi, đã lưu giữ rất nhiều ở đây. Bây giờ chúng ta xem thử, đúng không? Vào đây, soi nó lên thì nó đang có ảnh ở đây. Nó có ảnh ở đây. Anh Đông Hải, Phúc Đông Hải là em gửi cho anh nhiều lắm đấy. Đấy, dục anh lấy vợ cho nên là gửi rất nhiều tin nhắn cho anh ấy. Trong này có rất nhiều tin, rất nhiều tính năng. Thế thì đầu tiên là chúng ta hướng dẫn cho cái cách sử dụng ứng dụng như vậy. Ứng dụng cái app Locago. Cả nhà thấy có thú vị không? Chúng ta gửi lên trong không gian rất nhiều hình ảnh mà nó không mất đi. Ở trong điện thoại nhiều khi đây chúng ta phải xóa đi. Đúng không? Nhưng mà khi chúng ta chụp ảnh xong rồi, chúng ta gửi ngay tại cái địa điểm ở đó, chúng ta lưu giữ ở đó. Sau này mất điện thoại rồi, lấy điện thoại khác, tải app Locago về, nhập, đăng nhập lại, xuất hiện cái ảnh của chúng ta ngay ở đó. Bây giờ chúng ta xem đây là kỷ video của công ty nói về kỷ niệm của đây. Welcome to Locago. Sinh ra nè, lớn lên đi học nè, 12 năm tại Mỹ nè, bắt đầu là gì ạ? Học đại học nè, tốt nghiệp đại học 22 tuổi nè, ở United Kingdom, tức là ở như nè, ở Anh Quốc nè, sau đó lấy chồng nè, chồng thành tài, lúc là 28 tuổi tại Trung Quốc nè, ở China nè. Sau đó là gì? Sinh con nè, lấy chồng rồi là sinh con nè, và lúc này là gì ạ? 30 tuổi ở Pháp nè, răng nè, cho bay lại, và khi ra đi là 70 tuổi ở Singapore nè, và sau đó mở điện thoại ra xem lại kỷ niệm của mình từ lúc sinh ra này, đúng không? Lớn lên lấy chồng sinh con và già đi.
tính năng thứ nhất. Tính năng thứ hai là gì? Đó là gửi tin nhắn chúc vợ ngày mới vui vẻ, tim bắn tung tóe, đúng không? Và sắp tới chúng ta có những cái nền tảng, những cái ứng dụng, ví dụ như là Love Lock, nghĩa là khóa tình yêu, cam kết yêu nhau ở dưới các cái NFT địa điểm, ví dụ như các trường đại học chẳng hạn, chỉ có hai người được nhìn đấy nha. Ví dụ như là Trung gửi cho chị Thảo, ở hiện nay chị Thảo đang ở bên Đài Loan đúng không, chị Thảo hồi nữa gửi cho Trung cái định vị, thì hồi nữa em sẽ gửi cho chị cái ảnh chấm tối hôm nay của chị đúc NFT luôn. Cái thứ hai là em gửi một tin nhắn là chúc chị một buổi tối tốt lành, bằng tin nhắn đó tim bay tung tóe sang bên Đài Loan luôn. Thấy không? Cực hay. Cho nên là những cái tính ứng dụng này nó thú vị lắm. Đấy. Và sắp tới 6 tháng tháng 7 thì chúng ta tương tác chụp ảnh, nhắn tin, gửi tin nhắn ra token đưa lên sàn bán là có tiền. Muốn không? Đấy. Khi mà chúng ta tổ chức cả cái sự kiện sắp tới của các trường đại học á, điều gì sẽ xảy ra cho những người hôm nay có token, có LCG, đúng không? Trên thế giới họ vào cuộc lớn. Đấy. Thì tuyệt vời. Cảm ơn cả nhà, nhắn tin là quá đỉnh, quá tuyệt vời. Thực ra là hãy tương tác đi thật nhiều vào cái nền tảng đó, để sắp tới chúng ta kết nối giữa cái ví với cái ứng dụng này, để chúng ta tương tác càng ngày, chúng ta có LCG, chúng ta bán có tiền. Thế rồi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe.